Chào mừng các bạn đã trở về channel của mình để tiếp tục cho series ăn uống lần này. Hôm nay mình quyết định ăn xúc xích phô mai. Và ở đây mình đã chuẩn bị xúc xích. Xúc xích này là xúc xích Kelmarvin hay là Mayvin gì đấy. Mình phát âm tiếng Anh không được chuẩn, mọi người thông cảm nhá. Và xúc xích này được xuất xứ từ Đức. Đây là lần đầu tiên mình ăn xúc xích này nên tiện thể review cho các bạn luôn. Và nguyên liệu thứ hai không thể thiếu đó chính là phô mai. Đây là phô mai mình sẽ ăn cùng xúc xích đây. Phô mai này mình đọc là nó dùng ăn để nướng. Và thứ ba đó chính là bơ. Ok, mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị rồi, chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi. Let's go. Đây là xúc xích vừa mình xiên được này các bạn ơi. Các bạn có thấy xúc xích Đức này kiểu Ok, các bạn đợi mình 5 giây để mình bật bếp cho nóng nha. Ok, bếp đã nóng rồi đây, chúng ta cùng cho một chút bơ nào. Xèo 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 xèo. Thơm quá đi. Nhạy. Mình bỏ xúc xích vào nha. Ồ. Thơm quá đi à. Ôi trời ơi, mình quên mất không cắt xúc xích ra rồi. Thôi kệ đi, ăn nguyên cái này. Lần xúc xích đây nào. Wow, các bạn thấy xúc xích hấp dẫn chưa nào? Hấp dẫn qua đi. Thơm. Thì mình đã nóng rồi đấy. Bước tiếp theo là đẩy chi lên thôi. Nhìn chi đầu tiên. Nhìn chi thứ hai. Nhìn chi thứ tư. À, thứ ba. Trong lúc chờ chi tan chảy, chúng ta cùng mở coca nha. Mở đâu cả. Okay.
Mình nghĩ là được rồi đấy, chúng ta cùng ăn miếng lợn chiếc đầu tiên nào. Lấy kiểu gì đây? Wow, các bạn nhìn nè. Wow. Lắm quá lắm quá. Rất là ngon các bạn ạ. Xúc xích rất là nóng. Và ăn phô mai các bạn biết rồi đấy. Nó ngậy ngậy, béo béo và mặn mặn lắm. Ăn rất hợp với xúc xích. Mình chọn bừa lại phô mai mà hợp lên là mình thấy vui rồi. Chúng ta cũng cho tương ớt lên nha. Tuyệt vời. Không. Chết rồi, quên mất. Mình nhìn mà mình sushi phô mai này mình nhìn mà thèm quá nên mình quên mất không mời các bạn ăn cùng mình rồi. Thôi sorry các bạn nha, bây giờ mời các bạn ăn cùng mình nha. Cho tương ớt lên nào. Sorry các bạn. Ăn hết một miếng này luôn. Mọi người có nghe thấy được ôn nhóm. Bây giờ đang là giờ tan làm nên khá là nhiều xe cộ đi lại ấy. Nếu mà mọi người thấy phiền tai, mọi người không cả cảm cho mình nhá. Ok, ăn miếng tiếp theo nào. Cái này xương tái luôn các bạn. Thank you.
One hour later. Ăn xúc xích này một hai cái đầu sẽ rất là phê, rất là ngon. Nhưng mà mình đây là ăn đến cái thứ 5 rồi, không ngon tí nào cả. Wow. Sao mình được nhé? Đưa thử thách ăn 6 gái làm gì? Tiếp thu thế này ăn 2 gái thì hơn. Tự hại mình rồi. Lúc mình mở ra mình tưởng cái xúc xích này nó nhỏ, mình có thể ăn được hết. Đầu cũng nghĩ ăn được cả chục cái cơ, nhưng mà ai ngờ giá nên nó lại nhiều như thế này. Chắc mình không ăn được hết cái thứ 6 này rồi. Xin lỗi các bạn nha, chắc mình phải tạm dừng video tại đây thôi. Nếu các bạn nào thấy video này hay, hãy like, subscribe và bấm chuông này nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn các bạn ở kênh video lần sau. Tạm biệt.